Cảm ơn tiết mục Múa Hương Sắc Ngàn Năm do Tốt Tư lớp 8A trình bày. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn và toàn thể các em học sinh. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ loay hoay trước cổng trường, chưa một chút bâng khuâng với ngôi trường mới ấy. Vậy mà giờ thấm thoát hai mươi mấy năm rồi, ngôi trường ngày nào ấy là một phần trong tôi. Tôi mong ước một ngày được về lại trường xưa, tìm lại chút kỷ niệm của một thời mộng mơ. Sau đây xin mời các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các học sinh sẽ cùng thăm lại trường xưa qua ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa của nhạc sĩ Xuân Phương do tam ca nữ Minh Hiếu, Ngọc Ánh, Ngọc Đức của khóa học 1994-1998 trình bày.